Chị là ghiền cái này lắm. Nói chung các công nghệ sóng cao tần, Ultherapy, Thema, Venus này kia là chị nghiện lắm. Thực ra cái công nghệ như cái mát này ra đời cũng lâu rồi, nhưng mà luôn luôn được cải tiến từ đời đầu rồi đời sau, và ngay cả những cái đời sau nữa thì mỗi một năm thì kỹ sư của hãng cũng đều cập nhật trên cái phần mềm, và cái đầu tiếp họ cũng được cải tiến nữa, nên bây giờ nó cũng đỡ đau hơn ngày xưa, nó rất là thoải mái, nó dễ chịu, và nó có những cái chế độ rung nữa để cho mình không có cảm giác, em thấy không, 60 độ C mà không cháy, nó bỏng da, thấy hay ghê không. Cái máy nó có cái đầu làm lạnh đây nè, đây là chị mở cho em xem nha, bình gọi là bình cryogel, đây là cái bình làm lạnh, nó sẽ giúp cho mình không có thấy nóng ở trên bề mặt, mà nhiệt độ nó chỉ dưới sâu ở dưới cái lớp trung bì của da, lớp 4.3 mm á, thì cái lớp này là độ nóng lý tưởng để mà tăng sinh collagen. Thế thì vẫn làm sao đạt được cái mức 60 độ C mà không bị bỏng da là nhờ cái cryo cell ở đây, nên em hoàn toàn là an tâm ha.